Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Võ Đình Tuấn, 40 tuổi, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, khi vừa thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một người dân trên địa bàn. Theo đó, vốn không có nghề nghiệp nhưng với bản tính ăn chơi, Tuấn lấy cớ đạp xe đi thể dục, thực chất để quan sát xem nhà dân nào sơ hở thì lẻn vào để lấy trộm tài sản. Chiều ngày 10 tháng 9, khi vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp một điện thoại ở một nhà dân trên đường Trần Ngọc Sương, Tuấn bị bắt quả tang cùng vật chứng. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận hành vi trộm cắp của mình và trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ khác dọc tuyến đường Trường Chinh, Lê Trọng Tấn, nơi giáp ranh giữa quận Cẩm Lệ và quận Thanh Khê. Phần lớn tài sản Tuấn trộm cắp được là điện thoại di động. Xong mỗi phi vụ, Tuấn lại bán đi lấy tiền phục vụ cho việc chơi game và tiêu xài cá nhân. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ để tiếp tục điều tra làm rõ.